Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lễ Tết Thanh Minh năm 2024, xem nó sẽ rơi vào ngày nào và Tết Thanh Minh trong năm 2024 quý vị nên làm những cái điều gì và cái bài khấn năm 2024 có gì khác so với cái những cái Tết Thanh Minh năm trước. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, Tết Thanh Minh mặc dù nó không phải là cái ngày lễ lớn trong năm, nhưng nó lại mang đậm cái nét văn hóa của người Việt Nam. Tết Thanh Minh chính là một cái ngày lễ Tết để thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, thể hiện cái tấm lòng thành kính đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ của người dân Việt Nam, mang đậm cái nét thiêng liêng trong cái phong tục truyền thống in sâu trong mỗi người dân Việt Nam. Vào ngày này thì những người ở xa quê đều sắp xếp về tảo mộ gia tiên nhà mình. Vậy ngày Tết Thanh Minh có ý nghĩa gì và cái nguồn gốc như thế nào? Và ngày Tết Thanh Minh năm 2024 Giáp Thìn nó sẽ rơi vào ngày nào dương lịch? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, Tết Thanh Minh năm 2024 ấy, thì quý vị biết ấy, cái Tết Thanh Minh nó không rơi vào ngày cố định trong các năm, đúng không ạ? Và nó thường bắt đầu từ ngày mùng 4 đến ngày 20. Ngày mùng 4 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 dương lịch ấy. Và trong năm 2024 nó Giáp Thìn thì nó sẽ rơi vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024 và kết thúc vào ngày 18 tháng 8 dương lịch, đó, tức là trước khi xuất hiện khởi đầu cái tiết Công Vũ. Vào ngày lễ này thì con cháu kéo nhau về thăm mộ tổ tiên, cùng nhau dọn dẹp, quét dọn mộ phần và bày mâm cúng cho tổ tiên, mong tổ tiên được phù hộ độ trì cho con cháu luôn được khỏe mạnh, bình an. Thì cái năm 2024 nó Giáp Thìn ấy, thì cái tiết Thanh Minh nó rơi vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 2024 dương lịch. Nó khởi từ ngày mùng 4 tháng 4, đúng không ạ? Tức là nó sẽ rơi vào ngày 26 tháng 2 năm 2024 âm lịch. Nó là ngày Mậu Tuất, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn, đúng không ạ? Nó khởi đến ngày mùng 10 tháng 3 năm 2024 âm lịch, tức là ngày Nhâm Tý, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn. Đó. Đó là cái thời gian của Tết Thanh Minh năm 2024. Thứ hai, chúng ta cùng xét về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Tết Thanh Minh. Thưa quý vị, nguồn gốc của Tết Thanh Minh theo các nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam ấy, thì Tết Thanh Minh là một trong 24 tiết khí. Tiết khí này nó được lập theo cái lịch, theo quan niệm của các quốc gia phương Đông. Về mặt nghĩa đen, Thanh Minh là cái khí trong, Thanh Minh là sáng sủa. Tiết Thanh Minh có nghĩa là khi mà trời mát mẻ, quang đãng. Tiết Thanh Minh nó là tiết thứ 5 trong 24 tiết khí, bắt đầu sau cái ngày lập xuân 45 ngày và sau ngày đông chí là 105 ngày. Tiết Thanh Minh nó kéo dài khoảng 15 đến 16 ngày. Vào ngày đầu tiên được gọi là Tiết Thanh Minh. Thưa quý vị, vào năm 2024 thì Tiết Thanh Minh nó sẽ rơi vào ngày 4 tháng 4 dương lịch, tức là ngày 26 tháng 2 âm lịch. Sau khi kết thúc tiết lập xuân, nó kéo dài đến ngày 18 tháng 4 dương lịch, tức là nó sẽ rơi vào ngày 10 tháng 3 âm lịch. Thì ngoài Tết Thanh Minh, vào những ngày đầu tháng 3, chúng ta còn có cái lễ hội đạp thanh, còn gọi là cái hội dẫm cỏ. Đây là cái lễ hội cũng có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong cái dịp này thì nam nữ sắm sửa cho mình những cái bộ quần áo đẹp để cùng đi chơi xuân. Hiện nay ở Việt Nam không còn lưu truyền cái lễ hội này nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể biết được những cái ý nghĩa của cái lễ hội này qua câu thơ Truyện Kiều của Thi Hào Nguyễn Du, đúng không ạ? Thanh Minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh, gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Đó, đó là cái bài thơ về Tết Thanh Minh của Thi Hào Nguyễn Du. Ý nghĩa của Tết Thanh Minh đối với người Việt Nam, thưa quý vị, Thanh Minh là cái dịp để con cháu hướng về cội nguồn tổ tiên. Dù đi xa, dù làm ăn ấy, thì vào cái ngày này, gia đình cũng cùng tụ họp đi tảo mộ, sau đó là về nhà, quây quần bên cái mâm cơm gia đình. Những ngôi mộ sạch sẽ tươm tất như thay con cháu thể hiện cái tấm lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên. Trong cái dịp Tết Thanh Minh thì các khu nghĩa trang thường trở nên đông đúc hơn, tấp nập hơn, thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn, cái nét đẹp văn hóa của người dân Việt Nam, dạy con cháu biết yêu thương, hiếu thảo, trân trọng ba mẹ, ông bà khi còn sống, chứ không phải chờ khi họ mất rồi mới tỏ cái tấm lòng thành kính của mình.
Thưa quý vị, một câu hỏi đặt ra nữa trong cái Tết Thanh Minh đó là gì? Tết Thanh Minh có phải là Tết Hàn Thực không? Quý vị thân mến, mặc dù Tết Thanh Minh và Tết Hàn Thực nó cũng có những cái năm nó trùng nhau, tuy nhiên hai cái ngày này lại có cái ý nghĩa và cái nguồn gốc hoàn toàn khác nhau. Tết Thanh Minh là ngày đầu tiên trong Tết Thanh Minh, đó. Là một trong 24 tiết khí mỗi năm, nó kéo dài khoảng 15 đến 16 ngày, đó. Và trong khi đó, Tết Hàn Thực nó xuất phát từ cái điển tích ở Trung Quốc với cái ý nghĩa là tưởng nhớ đến vua Tấn Văn Công đến gì giới tử thôi. Tết Hàn Thực nó kéo dài từ ngày mùng 3 tháng 3 đến ngày mùng 5 tháng 3 hàng năm. Vậy thì người Việt thì thường làm gì trong cái Tết Thanh Minh? Đó. Thưa quý vị, Tết Thanh Minh thì đi tảo mộ. Đối với những người Việt Nam ấy, thì ngày Tết Thanh Minh là cái ngày để con cháu tưởng nhớ về tổ tiên, về cội nguồn. Vào cái ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch thì con cháu sẽ chuẩn bị cái lễ vật và thắp hương trước mộ của những người đã khuất. Sau đó tiến hành dọn dẹp mộ phần, mong tổ tiên phù hộ cho con cháu được khỏe mạnh, bình an. Sau khi tảo mộ thì các thành viên cùng nhau về nhà lập mâm cơm, dâng lên ban thờ gia tiên, cùng nhau ăn uống sum vầy, trò chuyện bên nhau, gắn kết cái tình cảm truyền thống trong gia đình nhà mình. Thưa quý vị, một câu hỏi nữa đặt ra là trong Tết Thanh Minh thì chúng ta cúng gì? Quý vị thân mến, trong ngày này thì ngoài cái việc tảo mộ ấy, thì cái tục cúng hay là chuẩn bị mâm lễ cúng cũng là một cái phần cực kỳ quan trọng. Mọi người trong gia đình sẽ đi chợ mua đồ lễ, chuẩn bị mâm cúng tùy theo cái phong tục tập quán của địa phương, của vùng miền. Mà cái mâm cúng ấy cũng sẽ có những cái sự khác biệt. Nhưng chủ yếu vẫn là một cái mâm cơm bình thường để mời ông bà tổ tiên cùng nhau về ăn uống sum vầy, chứ không khoa trương hay là mở yến tiệc linh đình. Thứ tư là gì? Sắm lễ Tết Thanh Minh. Sắm lễ Tết Thanh Minh thường bao gồm thứ sau này, nhất là thịt gà, rượu, giò chả. Mâm cơm cúng đầy đủ gồm xôi, gà, canh măng, miến. Bên cạnh đó thì các lễ vật có hương, hoa, đèn, chầu cau, tiền vàng, hoa quả, vân vân. Thì cũng tùy theo từng phong tục tập quán mà quý vị hãy chuẩn bị cho mình những cái đồ lễ theo cái phong tục địa phương nhà mình cũng vẫn không sao cả. Đó. Khi mà làm lễ tảo mộ ở ngay ngoài mộ ấy, thì gia chủ tiến hành sắp đồ lễ cúng. Lưu ý, hoa quả, tiền vàng được đặt chung, nhưng mà cái lễ mặn thì đặt riêng. Sau đó thắp hương, nhang. Đấy, quý vị chỉ nên cắm một hoặc là ba nén hương. Kiêng kỵ thắp hai nén hương. Đấy, và quý vị nên vái ba lần để tỏ cái tấm lòng thành kính với quan thổ công, thổ địa. Rồi mới mời gia tiên trở về và bắt đầu đọc cái bài văn khấn. Đấy, cho cái Tết Thanh Minh. Đợi hương tàn, mọi người sẽ tiến hành ra khu lăng mộ của gia đình, thắp hương xin phép cho ông bà của mình ấy, được dọn dẹp cái mộ phần được sạch sẽ. Cái lễ cúng hoàn tất, mọi người sẽ dọn dẹp sửa sang. Khi mà tuần hương được 2/3 ấy, thì mọi người có thể làm lễ tạ hóa vàng và xin lộc mang về. Còn ở tại nhà ấy, thì cúng Tết Thanh Minh tại nhà cần phải lưu ý những điều sau. Dọn dẹp ban thờ sạch sẽ, đặc biệt là ban thờ gia tiên. Thì để cho ban thờ được thơm tho sạch sẽ thì quý vị hãy nhớ nhá, sử dụng cái lọ nước lau ban thờ nhất tâm hương. Đấy, nhất tâm hướng đến gia tiên, đấy, nhất tâm hướng đến các vị thần linh, giúp ban thờ được gì thơm tho sạch sẽ và cái không gian thờ cúng nó trở nên linh thiêng hơn. Đó. Đây là một cái sản phẩm được sản xuất từ những các dược liệu, đúng không? Thảo dược như là quế, hồi, đinh hương, gỗ vang, bồ hòn, chanh, xả. Đó. Cùng theo các hương liệu tự nhiên, hoàn toàn là tự nhiên. Đó. Bên cạnh đó thì quý vị sẽ được tặng kèm một cái khăn lau nhé, khăn lau bàn thờ. Đó. Quý vị hãy sử dụng cái lọ nước lau ban thờ nhất tâm hương. Đấy. Bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái chai nhất tâm hương lau dọn ban thờ thơm tho sạch sẽ, giúp các cụ về đón Tết Thanh Minh được gì lâu hơn. Đó. Thì ngoài cái việc lau dọn bàn thờ gia tiên, quý vị cũng chuẩn bị cái mâm cỗ sẵn ở nhà để tiến hành cúng sau khi mà đã cúng cái Tết Thanh Minh ở mộ. Thắp hương khấn vái tương tự như các tục cúng khác, cần thành tâm và giữ cái thái độ trang nghiêm khi mà làm lễ, phải thể hiện cái tấm lòng thành kính đối với ông bà tổ tiên. Đó, đó là cái lễ vật nghi lễ. Tiếp theo, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn thứ năm là văn khấn. Thưa quý vị, cái văn khấn trong ngày Tết Thanh Minh ấy, thì chúng ta sẽ có hai bài văn khấn. Một cái văn khấn tại miếu thần linh và một cái văn khấn tại gì? Tại mộ. Đó.
Sau đây Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về hai cái bài văn khấn này. Đấy. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Văn khấn toàn thư nhé. Nó nằm ở trang 43 của quyển sách Văn khấn toàn thư. Đó. Quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách Văn khấn toàn thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách Văn khấn toàn thư. Trong này nó có 77 bài văn khấn. Đó, 77 bài văn khấn để cho quý vị lựa chọn. Đấy. Bao gồm tất cả các dịp lễ, Tết, Dỗ, Chạp, như quý vị đi đình đền miếu phủ chùa chiền khấn ông 10, khấn ông 7 vân vân thì đều có hết nhá. Sau đây là cái bài văn khấn miếu thần linh, thì quý vị mở trang 43 nhé, trang 43 của cái sách Văn khấn toàn thư. Bài văn khấn tại miếu thần linh như sau. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con kính lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần. Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương, Đức Quan Quản Trang cùng các chư thần bộ hạ cai quản ở Nghĩa Trang. Con lạy ngài Bản Xứ Thần Linh, Thổ Địa Tôn Thần sở tại. Con kính lạy các ngài Ngũ Phương Ngũ Thổ Long Mạch Tôn Thần, các ngài Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Nhị Thập Tứ Sơn Thần Quan cùng chư vị tôn thần cai quản ở nơi này, Nghĩa Trang này. Con lại hương linh hội đồng gia tiên họ đang được an táng tại Nghĩa Trang nơi đây. Hôm nay là ngày, tháng, năm gia chủ chúng con sinh năm, cùng các thành viên trong gia đình, họ tên, năm sinh. Chúng con cư ngụ tại nhân ngày lành tháng tốt, nhân tiết thanh minh tại Nghĩa Trang. Chúng con sắm sửa phẩm vật, hương, hoa, trà, quả, kim ngân, tài mã, dâng hiến, trình cáo với các tôn thần. Xin phép các ngài được gì cắt cỏ, dọn dẹp khu mộ của gia tiên dòng họ. Kính cáo cùng các chư vị tôn thần, hương linh của gia tiên họ chúng con được an táng tại Nghĩa Trang, khu đất này. Nhờ công đức của các vị tôn thần để mộ phần họ, nhà chúng con được yên đẹp, xương cốt được vẹn toàn, được thường xuyên ân xá lui về cùng con cháu. Ân đức này toàn thể gia đình chúng con cúi xin cảm tạ. Chúng con cúi lại thần linh đất này, Thành Hoàng Bản Thổ cùng các chư vị tôn thần cai quản ở Nghĩa Trang. Đất lành chim đậu, đức dày thanh cao, chúng con xin được phép cắt cỏ dọn dẹp, tu tạo cái khu mộ của gia tiên nhà chúng con tại nơi đây. Xin các ngài hoan hỷ thụ nhận lễ vật, chứng giám lòng thành của chúng con. Các ngài phù hộ cho mộ phần gia tiên họ chúng con thỏa yên muôn thuở, hồng ân đời đời, gia ân mãi mãi không thôi. Chúng con xin có vài lời cầu khẩn, bái tạ thủ mộ thần quan, cho chân linh dưỡng khí, cho hải cốt được nguyên vẹn, cho gia tiên phù hộ con cháu trần gian, gia đạo bình an, an khang, khỏe mạnh, làm ăn gặp nhiều may mắn. Chúng con cầu xin gia tiên dòng họ, các cụ hiển linh chứng giám, tiếp dâng lễ vật đến các chư vị tôn thần, phù hộ độ trì cho con cháu được gia đạo hưng vượng, sức khỏe dồi dào, gặp quý nhân, phù trợ, chỉ đường dẫn lối, cho con cháu làm ăn gặp nhiều may mắn. Tứ tiết có điểm lành tiếp ứng, chúng con lễ bạc tâm thành, kính dâng trước án, cúi xin được phù hộ độ trì, phụng duy cẩn cáo. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó là cái bài văn lễ tại miếu thần linh, tại miếu thần linh. Tiếp theo, cái bài văn lễ thứ hai là văn lễ tại khu mộ, tức là văn khấn tại khu mộ đấy. Thì sau khi thắp hương ở miếu thần linh xong, đợi cho hương tàn hoặc là cháy hết, xin phép thần linh xong ấy, thì chúng ta bắt đầu là tiến ra khu mộ, chúng ta làm lễ xin phép. Đó. Thì văn khấn tại khu mộ như sau. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hộ Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con kính lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, Chí Đức Tôn Thần. Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương, Đức Quan Quản Trang cùng chư vị bộ hạ cai quản nơi Nghĩa Trang. Con kính lạy ngài Bản Xứ Thần Linh, Thổ Địa Tôn Thần sở tại. Con kính lạy các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long Mạch Tôn Thần, các ngài Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ,
nhị thập tứ sơn thần quan cùng chư tôn thần cai quản ở nơi nghĩa trang này. Con kính lại cụ ông hay là cụ bà nếu có, hiện an táng tại hôm nay là ngày tháng năm. Gia chủ chúng con là sinh năm. Chúng con cùng các thành viên trong gia đình, họ tên, năm sinh. Chúng con hiện cư ngụ tại nhân ngày lành tháng tốt gặp Tiết Thanh Minh tại nghĩa trang. Chúng con cùng toàn thể gia đình con cháu nhờ công ơn dưỡng dục nền đức cao dày gây dựng cơ nghiệp của các cụ, chạnh lòng nghĩ đến cái việc âm phần ở nơi hoang vắng. Tín chủ con thành tâm sắm lễ, thắp nén hương thơm kính dâng trước mộ, kính mời chân linh lâm lai hiến hưởng. Chúng con xin được phép sửa sang mộ phần, bồi xá bồi đắp cho được đầy bền, tu sửa minh đường hậu quỷ cho thêm phần vững chắc. Nhờ ơn Phật Thánh phù trì, đội đức trời che đất trở, đúng không? Cảm niệm thần linh phù hộ khiến cho giữ được cái chữ bình an âm siêu dương thái. Cuối xin linh thiêng chứng giám thụ hưởng lễ vật phù hộ độ trì cho con cháu qua lại soi xét cửa nhà, che tay cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điểm lành mang đến điểm giữ su đi, độ cho gia đạo được hưng long, con cháu vinh hưởng lộc trời, già trẻ nhuần ơn Phật Thánh. Chúng con lễ bạc tâm thành cúi xin chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đó là hai cái bài văn khấn về cái ngày Tiết Thanh Minh tại mộ, đúng không ạ? Quý vị có thể tham khảo thêm cái văn khấn về Tiết Thanh Minh ở trong cái quyển sách là Văn Khấn Toàn Thư. Đấy. Thì trong này thì có 77 bài văn khấn, 77 bài văn khấn trong các dịp lễ Tết Dỗ Chạp để quý vị có thể là gì sử dụng. Đấy, đặt ở cạnh ban thờ ấy, khi cần thì lôi ra đọc. Hoặc là quý vị cũng có thể là học thuộc. Đấy. Thưa quý vị, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái quyển sách Văn Khấn Toàn Thư nhé. Đấy. Để thỉnh quyển sách Văn Khấn Toàn Thư để chúng ta có thể tiện dụng hơn trong cái việc là khấn vái thờ cúng. Quý vị thân mến, sau đây Tử Thông sẽ tiếp tục chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái lưu ý để tránh gặp xui xẻo trong ngày Tết Thanh Minh. Thưa quý vị, khi đi tảo mộ vào ngày Tết Thanh Minh ấy, thì cũng có những cái điều cần lưu ý mà các bạn cần phải biết để tránh gặp phải những cái xui xẻo. Khi đi ngang mộ phần người khác thì không nên dẫm đạp cũng như là gì đá đồ cúng của những người khác. Cái điều này sẽ mang đến cái vận xui cho các bạn, nhất là trẻ nhỏ đó, và thanh niên cũng cần phải lưu ý. Đối với phụ nữ đang trong cái kỳ kinh ấy, hoặc là phụ nữ có thai hay là những người bị phong hàn và thấp khớp thì cũng không nên đi tảo mộ vì cái khí lạnh, cái năng lượng xấu nó ở đây rất là nhiều. Bởi vì tảo mộ là cái khoảng thời gian gia đình tụ tập lại với nhau nên thường chụp ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên cái điều này thì không được khuyến khích tại khu vực nghĩa trang, quý vị nên hạn chế chụp ảnh tại đây. Khi dọn dẹp mộ phần thì cũng nên dọn dẹp sạch sẽ trước sau cũng như là kiểm tra tình trạng mộ để tránh chuột rắn rết nó bò vào bên trong. Không nên bàn tán chỉ trỏ vào những ngôi mộ khác để tránh mang xui xẻo cho mình, cũng như là đây là cái việc bày tỏ cái sự tôn trọng đối với những người đã mất. Đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái Tết Thanh Minh năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.